Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh học toán online thì vui lòng ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh học toán online đăng tải video lên các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh học toán online Rồi bây giờ mời các em mở sách ôn luyện và kiểm tra toán lớp 5 tuần 18 phần 2 tự kiểm tra Ở đây thầy giáo luôn nhắc các em là đối với mỗi bài tập thì các em lên bấm tạm dừng video. Các em làm trước rồi giấy nháp. Sau khi làm xong các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Bài tập số 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu E. Chữ số 9 trong số thập phân 2012,193 có giá trị là A. B. C hay là D. Rồi muốn biết chữ số 9 trong số thập phân có giá trị là bao nhiêu thì các em phải xác định được chữ số 9 nó thuộc phần nào, phần nguyên hay là phần thập phân. Nếu thuộc phần thập phân thì nó nằm ở vị trí thứ mấy sau dấu phẩy. Đối với một số thập phân, ở phần thập phân chữ số thứ nhất sau dấu phẩy thuộc hàng phần 10. Chữ số thứ 2 sau dấu phẩy thuộc hàng phần 100 Và chữ số thứ 3 sau dấu phẩy thuộc hàng phần 1.000 Chữ số thứ 4 sau dấu phẩy thuộc hàng phần 10.000 Ở đây chữ số 9 là chữ số được tô màu đỏ này Nó thuộc phần tập phân Và nó nằm ở vị trí thứ 2 sau dấu phẩy Như vậy chữ số 9 thuộc hàng phần trăm tức là giá trị của chữ số 9 trong số thập phân này là 9 phần 100 9 phần 100 các em chọn đáp án C Câu B Diện tích hình tam giác có độ dày đáy bằng 27,6 cm và chiều cao tương ứng bằng 1,8 dm là A, B, C hay là D. Rồi muốn tính diện tích của hình tam giác thì các em lấy độ dài đáy nhân với chiều cao tương ứng sau đó chia cho 2. Và các em nhớ độ dài đáy và chiều cao phải cùng đơn vị đo. Như vậy diện tích của hình tam giác được tính theo công thức là a nhân h chia 2. A là độ dài đáy và h là chiều cao. A và h phải cùng đơn vị đo. Ở đây độ dày đáy bằng 27,6 cm. Chiều cao tương ứng bằng 1,8 dm. Như vậy là độ dày đáy và chiều cao chưa cùng đơn vị đo. Do đó, trước hết là các em phải đổi 1,8 dm xem nó bằng bao nhiêu cm. dm nó gấp 10 lần cm. Như vậy muốn đổi 1,8 dm ra cm, các em lấy 1,8 các em nhân với 10 thì bằng 18 18 cm. Rồi như vậy là diện tích của hình tam giác là các em lấy độ dày đáy là 27,6 nhân với chiều cao tương ứng là 18, sau đó chia cho 2. Ở đây để thuận tiện thì các em lấy 18 chia cho 2 trước. 18 chia cho 2 bằng 9. Sau đó lấy 27,6 nhân với 9. 27,6 nhân với 9 thì bằng 248,4 và đơn vị đo ở đây là cm2. 248,4 cm2. Các em chọn là đáp án D. Rồi đáp án C cũng là 248,4 nhưng mà đơn vị đo của nó là dm2. Các em chú ý đến đơn vị đo. Tiếp theo các em sang câu C. Diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 2, cm và 16,5 cm là A, B, C hay là D. Rồi ở đây chúng ta có một hình tam giác vuông. Hai cạnh mà nó vuông góc với nhau như thế này, người ta gọi là hai cạnh góc vuông. Ta có hai cạnh góc vuông lần lượt là A và B. Muốn tính diện tích của hình tam giác vuông này thì các em sẽ lấy A nhân với B, sau đó chia cho 2. Tức là các em lấy độ dài hai cạnh góc vuông các em nhân với nhau, sau đó chia cho 2. Vì sao lại tính như vậy thì thầy giáo đã giải thích ở các video trước rồi. Bây giờ thầy giáo có thể nhắc lại. Ở đây các em biết là hình tam giác vuông có hai cạnh góc vuông nó vuông góc với nhau. Nếu các em coi một cạnh là cạnh đáy thì cạnh còn lại sẽ là là chiều cao tương ứng. Như vậy muốn tính diện tích của hình tam giác vuông thì các em chỉ việc lấy độ dài đáy nhân với chiều cao sau đó chia cho 2, tức là các em lấy hai cạnh góc vuông các em nhân với nhau sau đó chia cho 2. Rồi cụ thể ở đây, chúng ta có diện tích của hình tam giác vuông là lấy độ dài hai cạnh góc vuông các em nhân với nhau, 23,2 nhân với 16,5. Tất nhiên là hai cạnh góc vuông này phải cùng đơn vị đo rồi. Sau đó các em chia cho 2 thì chúng ta được kết quả bằng 191,4 cm vuông. 191,4 cm vuông đó chính là đáp án B, các em khoanh tròn vào chữ B. Tiếp theo các em sang bài tập số 2, viết số đo thích hợp vào ô trống. Hình tam giác có độ dài đáy A, chiều cao tương ứng H, diện tích S. Đòi đầu tiên là A bằng 13 phần 6 cm, H bằng 14cm, A và H đã cùng đơn vị đo. Muốn tính S, tức là tính diện tích, em lấy độ dài đáy nhân với chiều cao, sau đó chia cho 2. Độ dài đáy nhân với chiều cao tương ứng, sau đó chia cho 2. Rồi từ công thức này, mà muốn tính độ dài đáy, thì em lấy diện tích nhân với 2, sau đó chia cho chiều cao tương ứng. Tương tự, muốn tính chiều cao tương ứng, em lấy diện tích nhân với 2 sau đó chia cho độ giải đáy. Rồi ở trường hợp này, các em tính diện tích. Muốn tính diện tích thì các em lấy A nhân H chia 2. Tức là 13 phần 6 này. Nhân với H là nhân 14 này, sau đó chia cho 2 này. Nhắm nhanh thì các em lấy 14 chia cho 2 bằng 7. Sau đó lấy 13 phần 6 nhân 7. 13 phần 6 nhân 7, các em lấy 13 nhân 7 bằng, bằng 91 mẫu là 6 đúng không? Tức là bằng 91 phần 6. Đơn vị đo của A là cm, của H là cm. Như vậy của diện tích sẽ là cm vuông. 91 phần 6 cm vuông. Rồi tiếp theo là A bằng 54,8 mm. H bằng 12 mm thì S bằng bao nhiêu? Rồi A bằng 38 m. S bằng 589 mét vuông thì h bằng bao nhiêu? Các em tính h theo công thức là h bằng s nhân 2 chia cho cho e. Rồi, h bằng 2 dm. s bằng 7,8 dm vuông. a bằng bao nhiêu? Các em tính a theo công thức là a bằng s nhân 2 chia h. a bằng 24 cm. s bằng 174 cm vuông. Như vậy h bằng bao nhiêu? Các em tính h theo công thức là h bằng s nhân 2 chia a. Rồi bây giờ các em bấm tạm dừng video và các em làm ra tính nháp. Sau khi làm xong thì các em bấm tiếp tục và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Rồi ở đây. Tiếp theo là A bằng 54,8 mm, H bằng 12 mm, A và H đã cùng đơn vị đo. Như vậy muốn tính S chúng ta sẽ lấy a nhân h chia 2 tức là 54,8 nhân với 12 chia cho 2 thì chúng ta sẽ lấy là 12 chia 2 bằng 6 này. Sau đó lấy 54,8 nhân 6 thì nó bằng 328,8 đơn vị đo là mm vuông. Rồi a là mm, h là mm thì s sẽ là mm vuông. Rồi tiếp theo A bằng 38 m, S bằng 589 m2. Muốn tính h, các em lấy S nhân 2 chia cho a. Tức là 589 nhân 2 chia cho 38. Thì chúng ta tính được kết quả bằng bao nhiêu? 589 nhân 2 chia 38 bằng bao nhiêu? Bằng 31 m. Rồi tiếp theo. h bằng 2 dm, S bằng 7,8 dm2. Như vậy A bằng bao nhiêu? Muốn tính A thì các em lấy S nhân 2 chia cho cho H. Các em nhớ là ba công thức này các em cần phải học thuộc và ghi nhớ nha. Cần phải học thuộc. Rồi A bằng S nhân 2 chia H. Các em lấy 7,8 nhân 2 chia cho H tức là chia cho cho 2. 2 chia 2 bằng 1. 7,8 nhân 1 thì vẫn là 7,8. Đơn vị đo là decimet. A bằng 24cm S bằng 174cm vuông Như vậy H bằng S x 2 chia A Em lấy 174 nhân với 2 Sau đó chia cho A tức là chia cho 24 Thì nó bằng bao nhiêu? Bằng 14,5cm Rồi ở đây có em nào làm sai không? Sai hay đúng thì em comment ở bên dưới video cho thầy giáo biết nha Tiếp theo các em sang bài tập số 3, đúng ghi D, sai ghi là S. Biết hình tam giác A có diện tích gấp đôi hình tam giác B và hai hình tam giác có cùng số đo độ dài đáy. Rồi, diện tích hình tam giác A này gấp đôi diện tích hình tam giác B này và hai hình tam giác này có cùng số đo độ dài đáy. Ta có câu A Chiều cao tương ứng của hình tam giác A bằng chiều cao tương ứng của hình tam giác B là đúng hay sai? Câu B. Chiều cao tương ứng của hình tam giác A gấp đôi chiều cao tương ứng của hình tam giác B là đúng hay sai? Rồi ở đây chúng ta sẽ phân tích như sau. Diện tích của hình tam giác A, thầy giáo ký hiệu là SA. Bởi vì hai hình tam giác này có cùng số đo độ dày đáy như vậy thầy giáo sẽ ký hiệu số đo độ dày đáy của hai hình tam giác này là A thôi. Diện tích của hình tam giác A bằng A nhân với HA chia cho 2. HA là chiều cao tương ứng. Rồi tương tự diện tích của hình tam giác B thì giáo ký hiệu là SB. SB bằng A nhân HB chia cho 2. Ở đây SA bằng SB nhân với 2 diện tích của hình tam giác A gấp 2 lần diện tích của hình tam giác B. Đúng không? Như vậy SA bằng SB nhân V2. Các em so sánh hai công thức trên. Hai công thức trên có chung độ dài đáy là A, có cùng số đo độ dài đáy là A. Có A chia cho 2. Chỗ này cũng có A và chia cho 2. Như vậy, nếu SA bằng SB nhân 2 thì các em sẽ suy ra là HA bằng HB nhân 2. Từ ba công thức này chúng ta suy ra là HA bằng HB nhân 2. Đúng không? SA và SB này cùng có A này và cùng chia cho 2 này mà SA nó bằng SB nhân 2 thì các em cũng suy ra là HA bằng HB nhân 2. Tức là chiều cao của hình tam giác A nó sẽ gấp 2 lần chiều cao của hình tam giác B. Đúng không? Hai tam giác có cùng độ dài đáy, nếu diện tích của tam giác này gấp bao nhiêu lần diện tích của hình tam giác kia thì chiều cao của hình tam giác này cũng gấp bấy nhiêu lần chiều cao của hình tam giác kia. Ở đây SA gấp 2 lần SB thì HA cũng gấp 2 lần HB, đúng không? Tức là câu A Chiều cao tương ứng của tam giác A bằng chiều cao tương ứng của tam giác B là sai. Câu B, chiều cao tương ứng của tam giác A gấp đôi chiều cao tương ứng của tam giác B là đúng. Diện tích gấp đôi thì chiều cao gấp đôi, diện tích gấp 3 thì chiều cao gấp 3, diện tích gấp 5 thì chiều cao gấp 5. Khi hai tam giác có cùng độ dài đáy. Rồi, các em nhớ ghi nhớ kiến thức này để chúng ta làm các bài tập sau. Tiếp theo em sang bài tập số 4. Điền số. Hình tam giác ABC. Hình tam giác này có diện tích là 120 cm vuông. Lấy M là trung điểm của AC, tức là các em chia đôi cạnh AC này ra. Các em lấy điểm M. M là trung điểm của AC, có nghĩa là AM bằng MC, và AM bằng AC chia 2, MC cũng bằng AC chia 2. Lấy N trên BC, sao cho BN bằng 1 phần 3 NC. BN bằng 1 phần 3 NC, có nghĩa là BN là 1 phần, thì NC của nó sẽ là 3 phần như thế. Hoặc là các em hiểu theo cách khác là chia BC thành 4 phần bằng nhau, trong đó BN chiếm 1 phần và NC chiếm 3 phần. Bây giờ các em tính diện tích của hình tam giác CMN, tức là các em tính diện tích của hình tam giác màu vàng này. Rồi ở đây chúng ta sẽ phân tích bài toán này như sau. Giả sử chúng ta có hình tam giác 1 ký hiệu là S1 thì sẽ bằng độ dài đáy a1 nhân với chiều cao h sau đó chia cho 2. Hình tam giác 2 có diện tích là S2 bằng Độ dày đáy là A2 Nhân với chiều cao là H Sau đó chia cho 2 Hai hình tam giác này có chiều cao bằng nhau Hai hình tam giác có chiều cao bằng nhau Nếu độ dày đáy của hình tam giác này Gấp bao nhiêu lần độ dày đáy của hình tam giác kia Thì diện tích của hình tam giác này cũng gấp bấy nhiêu lần diện tích của hình tam giác kia Tức là từ hai công thức này các em sẽ suy ra là nếu A1 gấp A2 là 3 lần thì S1 cũng gấp S2 là 3 lần. A1 gấp A2 là 6 lần thì S1 cũng gấp S2 là là 6 lần. Rồi dựa vào kiến thức cơ bản đó, chúng ta sẽ phân tích bài toán này. Đầu tiên các em nối A với N. Nối A với N ta có M là trung điểm của AC theo đề bài, cho nên AM bằng MC. AM bằng MC và các em suy ra là MC sẽ bằng AC chia cho 2. Đầu đầu tiên là các em phải công nhận điều này đã này. Chỗ này các em hiểu thì chúng ta mới đi tiếp được, mà các em chưa hiểu thì chúng ta chưa thể đi tiếp được. Ở đây là chúng ta suy ra là MC bằng AC chia 2 này. Được chưa? Từ đó, chúng ta có diện tích của hình tam giác CMN, tức là diện tích của hình tam giác màu vàng này nó sẽ bằng diện tích của hình tam giác ANC ANC chia cho 2. Bởi vì sao? Bởi vì hai hình tam giác này có cùng chiều cao kẻ từ N. Có cùng chiều cao. Hai hình tam giác có cùng chiều cao mà cạnh đáy của hình tam giác này bằng nửa cạnh đáy của hình tam giác kia. Cho nên diện tích của hình tam giác này cũng bằng nửa diện tích của hình tam giác kia. Như phân tích lúc đầu, đúng không? Cạnh đáy này MC bằng nửa AC. Hai tam giác này có cùng chiều cao kẻ từ N. Cạnh đáy MC bằng nửa AC, cho nên diện tích CMN cũng bằng nửa diện tích của tam giác ANC. Tiếp theo, ta có diện tích của hình tam giác ANC bằng 3 phần tư diện tích của hình tam giác ABC. Vì sao? Vì hai cạnh đáy, cạnh đáy NC bằng 3 phần tư cạnh đáy BC. Đúng không? BC chia làm 4 phần, NC chiếm 3 phần. Như vậy NC bằng 3 phần 4 BC. Hai hình tam giác có chung chiều cao, kẻ từ E, chung chiều cao, mà cạnh đáy của hình tam giác này bằng 3 phần 4, cạnh đáy của hình tam giác kia, thì diện tích của hình tam giác này cũng bằng 3 phần 4 diện tích của hình tam giác tam giác kia. Rồi từ hai công thức này chúng ta sẽ suy ra là diện tích của hình tam giác CMN này bằng ANC chia 2 này. Bây giờ các em thay ANC bằng ABC nhân 3/4. Được chưa? Sau đó các em chia cho 2. CMN bằng ANC chia 2 mà ANC bằng ABC nhân 3/4. Được chưa? Như vậy các em thay ANC bằng ABC nhân 3/4 sau đó các em mới chia cho 2. 3 phần 4 chia cho 2 bằng 3 phần 4 nhân với nhân với 1 phần 2 tức là bằng 3 phần 8 rồi từ đó các em suy ra cm là CMN bằng ABC nhân 3 phần 8 ABC nhân 3 phần 8 mà diện tích của hình tam giác ABC chúng ta biết rồi nó bằng 120 diện tích của hình tam giác ABC nó bằng 120 cm vuông như vậy diện tích của hình tam giác CMN bằng diện tích của hình tam giác ABC tức là bằng 120 nhân với 3/8. Các em tính ra nó bằng 45 cm2. Do đó chúng ta sẽ viết vào chỗ chấm là số 45. Tiếp theo các em sang bài tập số 5, hình thang ABCD có độ dài đáy AB bằng nửa đáy CD. AB bằng nửa đáy CD. Hai đường chéo AC, BD cắt nhau tại điểm I. Biết diện tích hình tam giác IAD tức là diện tích hình tam giác màu vàng này bằng 24 cm2. Khi tính diện tích của hình tam giác AIB tức là tính diện tích của hình tam giác màu xanh này. Rồi ở đây chúng ta sẽ phân tích bài toán này như sau. kem kéo dài AB ra. Sau đó các em hạ một đường cao từ C xuống. Thì chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ có là do AB bằng nửa DC theo đề bài. AB bằng nửa DC nên hình tam giác ABC sẽ có diện tích bằng một nửa diện tích hình tam giác ADC. Cạnh đáy bằng nửa mà chiều cao bằng nhau thì diện tích của nó cũng bằng nửa, đúng không? Hai hình tam giác này, ABC này và ADC này có chiều cao bằng nhau này. Chiều cao của hình tam giác ABC kẻ từ C này chiều cao của hình tam giác ADC kẻ từ A này và các em nhận thấy hai đường cao này, hai chiều cao này bằng nhau này, hai chiều cao bằng nhau mà cạnh đáy của hình tam giác này bằng nửa cạnh đáy của hình tam giác kia thì diện tích của hình tam giác này cũng bằng nửa diện tích của hình tam giác kia, được chưa? Ta có diện tích của hình tam giác ABC bằng 1 phần 2 diện tích của hình tam giác ADC. Tiếp theo này, vẫn với hai hình tam giác này, nhưng chúng ta kẻ hai đường cao khác. Một đường cao kẻ từ B xuống cạnh AC và một đường cao kẻ từ D xuống cạnh AC. Vẫn với hai hình tam giác này, chúng ta kẻ hai đường cao khác. Thì lúc này chúng ta có chung cạnh AC, hai hình tam giác ABC và ADC chung cạnh, chung cạnh AC. Chung cạnh AC tức là cạnh đáy bằng nhau mà diện tích bằng một nửa thì suy ra là chiều cao cũng bằng một nửa đúng không do đó chiều cao kẻ từ b xuống cạnh ac sẽ bằng một nửa tức là bằng 1 phần hai chiều cao kẻ từ d xuống cạnh ac rồi bây giờ các em áp dụng hai chiều cao này cho hai tam giác màu vàng và màu xanh suy ra diện tích hình tam giác màu xanh là diện tích của hình tam giác ABI bằng một nửa diện tích của hình tam giác màu vàng. Diện tích của hình tam giác màu xanh bằng nửa diện tích của hình tam giác màu vàng. Bởi vì là chiều cao kẻ từ B của hình tam giác màu xanh bằng nửa chiều cao của hình tam giác màu vàng kẻ từ từ D. Được chưa? Chiều cao bằng một nửa thì suy ra diện tích nó sẽ bằng một nửa mà diện tích của hình tam giác màu vàng bằng 24. Như vậy, diện tích của hình tam giác màu xanh sẽ bằng 24 chia 2 và bằng 12 cm vuông. Như vậy chúng ta có đáp số là 12 cm vuông. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Và đừng quên ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh học toán online đăng tải video lên các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh học toán online. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.